Đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt bao đầu máy đây các bạn này. Chai phố cổ luôn đây các bạn này. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Chuẩn không một chỉnh nhỉ. Đẹp thật. Đấy, các bạn thấy cái dây hãm này. Ồ. Ép căng. 10 điểm không có nhâm luôn này bạn. Đẹp thật. Cũng có bác sĩ sắp cắt. Mấy cũng thấy đẹp. Anh mà có bác sĩ nào mà cắt đẹp này là anh cũng cắt đấy. Các bạn thấy này, nó che nửa cái dương vật nhé. Rất là vừa vặn. Đấy, xin chào bạn đồng sĩ sắp bị đớp đây. Hôm nay hội bệnh nhân nam 25 tuổi, bạn ấy trai phố cổ đây. Nhưng mà bị hẹp bán hẹp bao quy đầu. Cương lộ ra nó hơi thắt lại và bao quy đầu bán rất là dài. Thế thì con trai ấy thì nó bị viêm ấy. Bạn ấy bị viêm và cũng đã chữa ở bên Anh rồi. Viêm chữa thì con trai nhà viêm cũng chả cần chữa đâu khỏi, tại vì cứ lộn ra vệ sinh sạch em ạ, đấy, nó sẽ khỏi thôi. Đấy, còn khi mà cái vi khuẩn nó vào trong âm đạo phụ nữ ấy, đấy, thì nó lại con trai cái lại không rửa được, thì ra bạn gái của bạn ấy cũng bị viêm âm đạo, thì là cho nên là con gái nó hay bị viêm như thế ạ. Đấy, và con trai thực ra nếu mà bị viêm nhiễm tái phát thì nó cũng tạo ra cái gọi là bán hạt bao đầu thứ phát của em, có thể là như thế đấy. Đấy, cho nên là nếu mà bao đầu dài quá thì chúng ta nên cắt các bạn nhé, hoặc là bạn gái mà hay bị viêm ấy. Đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt bao đầu máy đây các bạn này. Chai phố cổ luôn đây các bạn này. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Chuẩn không một chỉnh nhỉ. Đẹp thật. Đấy, các bạn thấy cái dây hãm này. Ồ. Ép căng. 10 điểm không có nhâm luôn này bạn. Đẹp thật. Cũng có bác sĩ sắp cắt. Mấy cũng thấy đẹp. Anh mà có bác sĩ nào mà cắt đẹp này là anh cũng cắt đấy. Các bạn thấy này, nó che nửa cái dương vật nhé. Rất là vừa vặn.